vàng này có mắt rất là đẹp, nhưng mà bị cái nhát, hơi nhát. Mình đang tập nè, tập cho xã hội hóa nhiều để cho bớt nhát. Đây con, van. Van ơi. Chịu ngửi rồi, chịu thân thiện rồi. Như này đưa đồ ăn là ăn liền. Chỉ cần lấy đồ ăn thả thính là em theo ngay. Nhưng mà cái thời gian em này nó hơi cảnh giác cao. Con này cảnh giác cực kỳ cao, nhìn biết. Ôi, thôi không khó đây. Không ăn cái này con. Ăn dừa thôi, không gặm này. Thôi, nghịch quá. Em kia hiện như em này nghịch. Tôi vừa cạp. Cạp vừa tới. Hey con. Đây nó cũng muốn được cưng lên với mấy con khác lắm, mà tại vì tính cảnh giác nó cao, con này tính cách nó cũng hơi nhát, mà hay cũng hay bướng. Lại gần mình chứ không tới luôn. Quay đây con. Quay lại nè. Hey. Ngoan. Hai. Nó cũng mua được cưng như mấy con khác này. Ừ. Trời đó. Đây này. Này xíu rồi được nận được rồi. Là mình đang dướng cái máy không lại gần nè. Đang gặp. Lạc lấy đồ ăn thả thính. Ôi dồi. Nhanh quá.